tham gia hai trận hải chiến khốc liệt và nổi tiếng nhất lịch sử nhân loại. Là một trong những hàng không mẫu hạm vĩ đại nhất đại diện cho tinh thần cảm tử của samurai Nhật Bản. Nó đã tung hoành khắp Thái Bình Dương, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các tàu chiến của Hoa Kỳ trong giai đoạn đầu Thế chiến. Được đô đốc Yamamoto ưu ái chọn để dẫn đầu hạm đội tàu sân bay trong nhiều chiến dịch quan trọng. Con tàu mà chúng ta đang nhắc tới, đó chính là chiếc hàng không mẫu hạm Akagi, chiến binh tiên phong trong chiến lược tác chiến tàu sân bay của hạm đội Liên Hợp Nhật Bản. Đầu năm 1942, cùng những nỗ lực nhằm mở rộng chiến tranh ở Thái Bình Dương để chiếm đoạt các tiền đồn của phương Tây, Đế quốc Nhật đã nhanh chóng đạt được các mục tiêu chiến lược ban đầu như chiếm lấy Philippines, Malaysia, Singapore. Tuy vậy, những bất đồng trong đường lối chiến lược giữa lục quân và hải quân đã làm ngưng lại các hoạt động chiến tranh của phát xít Nhật cho tới tháng 4 năm 1942. Sau sự kiện này, hạm đội liên hợp của đô đốc Yamamoto đã chiến thắng và kế hoạch cho khu vực Thái Bình Dương được thông qua. Mục tiêu chiến lược chủ yếu là ưu tiên tiêu diệt lực lượng tàu sân bay Mỹ, mối đe dọa chính đối với toàn bộ chiến dịch thôn tính vùng biển Thái Bình Dương của Nhật. Yamamoto đã quyết định chọn Midway, một dạng san hô nhỏ ở cực tây bắc chuỗi đảo Hawaii, khoảng 2.100 km từ Oahu, thay vì một lần nữa tấn công vào chân châu cảng. Dẫn đầu chiến dịch vô cùng quan trọng này là hàng không mẫu hạm Akagi. Nó được lệnh lên đường cùng lực lượng tấn công của hạm đội liên hợp, bao gồm các tàu sân bay Kaga, Hiryu và Soryu, hình thành nên hải đội tác chiến 1 và 2, sẵn sàng cho cuộc tấn công Midway. Cờ hiệu của đô đốc Nagumo được cắm trên Akagi trong suốt chiến dịch lịch sử này. Nhắc đến hàng không mẫu hạm Akagi, hay tiếng Hán Việt là Xích Thành, được lấy cảm hứng từ ngọn núi cùng tên, nay thuộc tỉnh Gunma của Nhật Bản. Bắt đầu, con tàu được đặt lườn tại xưởng hải quân Kure vào ngày 6 tháng 12 năm 1920 như một tàu chiến tuần dương lớp Amagi. Tuy nhiên, công việc chế tạo bị tạm dừng sau khi Nhật Bản ký hiệp ước hải quân Washington vào ngày 6 tháng 2 năm 1922. Hải quân Đế quốc Mặt Trời Mọc đã quyết định, sau khi sở hữu chiếc tàu sân bay đầu tiên là chiếc Hoso, sẽ tiếp tục đóng hai tàu sân bay lớn hơn và nhanh hơn để hoạt động cùng các đơn vị hạm đội chủ lực khác. Các lườn tàu chưa hoàn tất của Amagi và Akagi được chọn để hoàn tất như những tàu sân bay lớn trong khuôn khổ của chương trình chế tạo hạm đội 1924. Và những chiếc tàu chiến tuần dương còn lại trong lớp này là Atago và Takao đã phải hủy bỏ, tháo dỡ theo Hiệp ước Washington. Một ngân sách khổng lồ khoảng 24,7 triệu yên được dành cho việc hoàn tất Akagi. Công việc chế tạo có chút trục trặc khi phải tạm ngừng lại vào tháng 2 năm 1922. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Quốc hội Nhật Bản chấp thuận một khoản ngân sách bổ sung 90 triệu yên để hoàn tất Amagi và Akagi như những tàu sân bay. Sau quá trình tạm ngưng và tái cấu trúc ban đầu, Akagi được hoàn tất vào năm 1927 với chiều dài chung là 261,21m. Nó có mạn thuyền rộng 31m và độ sâu mờ nước 8,08m. Con tàu có trọng lượng choán nước 27.300 tấn ở tải trọng tiêu chuẩn và 34.920 tấn khi đầy tải, nhẹ hơn gần 7.000 tấn so với trọng lượng thiết kế như một tàu chiến tuần dương tiêu chuẩn. Con tàu mang theo lượng thủy thủ đoàn đầy đủ gồm 1.600 thành viên. Dựa trên kinh nghiệm từ việc chế tạo lớp tàu sân bay Hoso dẫn trước, khi mà khí nóng thoát ra từ các ống khói xoay tròn tạo ra sự nhiễu động đáng kể, là một mối đe dọa nguy hiểm cho tàu. Vì vậy, Akagi và Kaga được cung cấp những giải pháp khác nhau để khắc phục cũng như đánh giá yếu tố này trong điều kiện hoạt động thực tế. Akagi được bố trí hai ống khói bên mạn phải. Ống khói phía trước lớn hơn được nghiêng một góc 30 độ bên dưới với miệng ống hướng xuống biển. Và ống khói nhỏ hơn thoát theo hướng thẳng đứng cách một khoảng đối với xả đáp. Ống khói phía trước được trang bị một hệ thống làm mát bằng nước để giảm thiểu hơi nóng thoát ra, và một nắp tre có thể nâng cao để khí thải có thể thoát trong trường hợp con tàu bị nghiêng nặng và miệng ống khói chạm đến mặt nước.
Chưa dừng lại ở đó, với những cải tiến trong kỹ thuật đóng tàu, người Nhật đã giúp Akagi được hoàn tất với 4 bộ tuabin hơi nước Gihon, mỗi bộ dẫn động một trục chân vịt, tạo ra tổng công suất 131.000 mã lực. Hơi nước cho các tuabin được cung cấp bởi 19 nồi hơi Campon với áp suất hoạt động cực khủng. Ban đầu khi được thiết kế như một tàu chiến tuần dương, nó được hy vọng sẽ đạt tốc độ tối đa 52,8 km/h. Nhưng việc giảm trọng lượng choán nước xuống còn 35.000 tấn đã giúp gia tăng tốc độ tối đa lên 60,2 km/h. Tốc độ này đã được kiểm chứng khi con tàu chạy thử máy vào ngày 17 tháng 6 năm 1927. Akagi có thể mang theo trữ lượng nhiên liệu bao gồm 4.000 tấn dầu và 2.100 tấn than, cho phép nó có tầm hoạt động là 15.000 km ở tốc độ đường trường 26 km/h. Akagi gia nhập hạm đội Liên Hợp vào tháng 8 năm 1927 và được phân về chiến đội 1, phục vụ như là soái hạng của hải đội dưới quyền chỉ huy của chuẩn đô đốc Sankichi Takahashi. Quãng thời gian hoạt động ban đầu của Akagi khá thuận lợi khi chỉ bao gồm nhiều cuộc thực tập huấn luyện. Từ ngày 10 tháng 12 năm 1928 đến ngày 1 tháng 11 năm 1929, con tàu có vinh dự được chỉ huy bởi đô đốc Yamamoto Isoroku. Khác biệt so với những tàu sân bay khác, Akagi hay thậm chí là cả Kaga là những hàng không mẫu hạm được hoàn tất với 3 sàn cất hạ cánh xếp thượng tầng. Chúng được coi như những tàu sân bay duy nhất trên thế giới được thiết kế khác biệt. Thiết kế này cho phép nó có thể chứa được lượng máy bay lớn hơn so với những tàu sân bay thông thường. Sàn đáp chính của Akagi dài 190,2 m. Sàn giữa xây dựng ngay phía trước cầu tàu chỉ dài 15 m. Và sàn dưới dài 55,02 m. Đã có nhiều quan ngại được đặt ra về sự tiện dụng của sàn giữa bởi vì nó quá ngắn. Chỉ một số máy bay tải trọng nhẹ mới có thể sử dụng được, ngay cả vào thời đại các mẫu máy bay còn chưa quá to lớn như bây giờ. Sàn đáp phía trên được nghiêng nhẹ từ giữa tàu ra phía mũi và về phía đuôi để hỗ trợ cho việc cất cánh và hạ cánh của những máy bay công suất yếu vào thời đó. Vào lúc Akagi đi vào hoạt động, học thuyết hoạt động tàu sân bay của Hải quân Đế quốc Nhật Bản vẫn còn trong những giai đoạn sơ khai. Akagi cùng các tàu sân bay khác được giao vai trò như những lực lượng chiến thuật hỗ trợ cho các thiết giáp hạng của hạm đội trong học thuyết Kantai Kessen. Trong vai trò này, máy bay của Akagi sẽ tấn công thiết giáp hạm đội đối phương bằng bom và ngư lôi với mục đích đạt được ưu thế trên không vào những giai đoạn đầu của trận chiến. Tuy vậy, yếu tố cần thiết trong chiến lược này là tàu sân bay Nhật Bản phải có khả năng tấn công trước với đòn không kích phủ đầu áp đảo. Để phục vụ học thuyết tác chiến đó, Akagi được trang bị 10 khẩu pháo 200 ly 50 caliber, gồm 6 khẩu trong các tháp pháo ụ phía đuôi và số còn lại trong 2 tháp pháo nòng đôi đặt hai bên sàn cất cánh giữa. Chúng bắn ra đạn pháo nặng 110 kg với tốc độ từ 3 đến 6 phát mỗi phút, với lưu tốc đầu đạn rơi vào khoảng 870 m/s, cho phép đạt tầm xa tối đa 22.600 đến 24.000 m. Dàn hỏa lực hạng nặng này được bố trí trong trường hợp con tàu bị tấn công bất ngờ bởi tàu tuần dương đối phương và buộc phải tham chiến. Tuy nhiên, sàn cất hạ cánh lớn và mong manh, hầm trường máy bay và cấu trúc thượng tầng phức tạp làm cho Akagi trở thành một mục tiêu nổi bật cho mọi tàu chiến đối phương. Cùng với học thuyết về tàu sân bay vẫn còn đang được phát triển vào lúc đó, người ta chưa nhận thức được sự phi thực tế của việc đối đầu tay đôi của tàu sân bay. Con tàu cũng trang bị vũ khí dành riêng cho phòng không, gồm 6 khẩu pháo 120 ly 45 caliber nòng đôi, bố trí mỗi bên mạn 3 khẩu đội trên những bệ nhô bên dưới mức các ống khói. Các khẩu pháo này bắn ra đạn pháo nặng 20,3 kg với lưu tốc đầu đạn 825 đến 830 m/s ở góc nâng 45 độ. Chúng cho phép đạt tầm xa tối đa 16.000 m. Con tàu có thể mang theo 66 máy bay cùng 25 máy bay dự trữ đủ các loại như là A6M0, Aichi D3A hay Nakajima B5N. Ngoài khả năng phòng thủ bằng hỏa lực, hệ thống đai giáp của Akagi có độ dày được giảm đều từ 254mm xuống còn 152mm và được đặt thấp hơn trong lườn tàu so với thiết kế ban đầu, giúp tăng cường khả năng sống sót đáng kể. Độ dày vỏ giáp sàn tàu cũng được giảm đều từ 96mm xuống còn 79mm tùy vị trí.
Các cải biến này đã cải thiện độ ổn định của con tàu bằng cách giúp bù trừ phần trọng lượng nặng bên trên của hai hầm chứa máy bay chính. Tuy được trang bị vô cùng mạnh mẽ và khả năng tác chiến hiệu quả tới đáng kinh ngạc, nhưng khi tham gia trận hải chiến Midway, Akagi đã không thể chống đỡ lại những đợt oanh tạc liên tục của không quân, hải quân Hoa Kỳ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Vào lúc 4 giờ 50 phút ngày 5 tháng 6 năm 1942, sau những hư hại nghiêm trọng trong quá trình tác chiến, Đô đốc Yamamoto đã phải ra lệnh đánh đám Akagi. Các tàu khu trục Arashi, Hagikaze, Maikaze và Nowaki mỗi chiếc phóng một quả ngư lôi và chiếc hàng không mẫu hạm chìm vào lúc 5 giờ 20 phút sáng ngày hôm đó, khép lại cuộc đời oai hùng của một trong những hàng không mẫu hạm ưu tú nhất hạm đội Liên Hợp. Đã có 267 người trong thành phần thủy thủ đoàn đã tử trận theo con tàu. Đây cũng là con số thấp nhất so với tất cả các tàu sân bay Nhật khác bị mất trong trận Midway. Việc bị mất Akagi cùng với 3 tàu sân bay hạm đội khác tại Midway bao gồm 2/3 tổng số tàu sân bay hạm đội cùng những đội bay nòng cốt của không hạm đội 1 là một thất bại chiến lược nghiêm trọng cho phía Nhật Bản, tạo ra bước ngoặt để đảo ngược thế cờ cuộc chiến của đế quốc mặt trời mọc trên mặt trận Thái Bình Dương, cũng như xuyên suốt cuộc chiến khốc liệt nhất lịch sử nhân loại.